Mến chào cô chú anh chị, các bạn và các em gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm luôn an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay mời cả nhà cùng với mình đi chợ Việt. Chợ này nằm trên đường Mạc Kỳ, có tên là Lucky. Hôm nay chợ này có nhiều rau củ từ Việt Nam nhập sang. Và sẵn tiện đây mình mua bánh trung thu vì sắp tới là đến lễ trung thu. Và tiếp kế là mình sẽ chia sẻ đến cả nhà thương hiệu mà nhiều người biết đến, có tiếng ở Cali. Bây giờ mời cả nhà cùng với mình đi tham quan một đoạn đường ngắn nha. Mời cả nhà tham quan gian hàng trái cây, đây là táo Nhật. Mình đi một vòng sau đó ghé gian hàng trái cây, rau củ. Rồi sau chúng ta sẽ đến gian hàng đông lạnh. Mình sẽ giới thiệu mặt hàng Việt Nam mới nhập qua cho cả nhà xem. Và tiếp tục thì mình sẽ đi mua bánh trung thu và giới thiệu lại sản phẩm hiệu bánh nhiều người biết đến. Bây giờ mời cả nhà đi tham quan một vòng chợ. Thank you.
Đây mình xin giới thiệu cả nhà, đó là rau nhút. Rau nhút và rau bông điên điển. Nếu có bạn nào ở San Jose muốn nấu canh chua rau nhút thì đến chợ Maki Seafood, hồi xưa là chợ Đại An đó. Nó có đầy đủ hết trơn nè cả nhà. Rau nhút rất là hiếm nhưng mà chợ này mới có hàng về. Rồi lúc trước tới giờ mình mới tìm thấy đó. Một loại rau rất là hiếm, ở đây trồng không được. Bông điên điển. Đây là sả đóng gói của Việt Nam nhập qua luôn. Có cả ba khía. Món ăn miền Tây. Nơi đây là có rất nhiều như là mì đóng gói, rồi mì mài, rồi dừa đóng sẵn trong hộp, là cái nước dừa và cái dừa đó cả nhà, như dừa sáp vậy đó, rồi bánh mì, mì nướng đó cả nhà, rồi bánh chuối nướng, bột bánh bò nướng, các loại bánh của Việt Nam mình đó có mặt ở chợ này rất là nhiều. Và đặc biệt hôm nay mình thấy là ớt xào sợ ớt của cô ba miền Tây, coi như là món ăn hương vị Việt Nam đó. Mình chia sẻ cho các bạn ở San Jose có đi chợ ghé nơi đây mua món ăn Việt của mình, sẵn như vậy về khỏi phải làm, về chỉ mình hâm lại nữa là xong, không cần phải mua ớt sống để về chế biến. Rồi xôi giò, rồi bắp hầm, đầy đủ hết. Và mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đó nữa là bánh trung thu của bà Năm Kali, một thương hiệu có nhiều người biết đến. Thì bà Năm Kali làm bánh, và một cái thương hiệu nữa là mắm tép bà Năm Kali. Rồi Tết về thì làm củ kiệu, hầu như là nhiều người biết đến lắm. Hôm nay mình mua hai hộp. Thì bánh này gồm có hai loại, nhân môn có trứng và nhân môn không trứng. Thì nhân môn không trứng chắc để dành cho người ăn chay. Hôm nay mình mua cả hai loại luôn cả nhà. Đó, bà Năm Kali, hương vị sầu riêng quê nhà, rất là ngon. Mình có ăn rồi cho nên hôm nay mình giới thiệu các bạn và mua tiếp thêm hai hộp. Không ngọt lắm, rất là vừa ăn. Bây giờ mình cũng mua mọi thứ đều đầy đủ hết rồi. Giờ ra ship hàng để tính tiền ra về. Trước khi ra về mình đi ngang mình tham quan một vòng nữa nha cả nhà. Đây là hàng hóa của mình, đang để tính tiền.
Cả nhà ơi, video mình cũng khá dài rồi, xin tạm dừng nơi đây và cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương đồng hành xem video ủng hộ. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Chào tạm biệt.